Chào mừng các bạn quay trở lại với The Quốc Khánh Show. Các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang chứng kiến những ngày mà toàn thế giới lao đao vì virus Covid-19. Toàn bộ hệ thống kinh doanh đình trệ, nỗi lo sợ được đẩy lên cao. Người người nhà nhà lo lắng về một cuộc khủng hoảng kinh tế sẽ diễn ra. Thế nhưng, trong nguy có cơ, tôi biết trong chúng ta, những người đang theo dõi vlog vẫn rất tin tưởng vào một sự phục hồi trong tương lai sau khi dịch bệnh kết thúc. Bởi lẽ không ít người vẫn kỳ vọng rằng suy thoái chính là thời cơ, mà còn là thời cơ 10 năm mới có một lần để bắt đáy cổ phiếu. Tuy nhiên, diễn biến dịch vẫn có thể phức tạp hơn trong thời gian sắp tới, và thời điểm hiện tại thì chưa hẳn là đáy thị trường. Điểm sáng là sự kiểm soát tốt của các quốc gia và các gói hỗ trợ kinh tế của chính phủ. Khả năng phục hồi của cổ phiếu sẽ trở nên khả quan hơn. Trong bối cảnh đó, tôi xin phép được thực hiện một vlog với chủ đề "Mùa dịch nên mua cổ phiếu nào?". Và trước khi chúng ta bắt đầu vào nội dung, xin được gửi lời cảm ơn đến nhà đồng hành của số phát sóng ngày hôm nay, đó là sàn giao dịch XTB. Các bạn thân mến, nếu các bạn là nhà đầu tư hay đơn giản là những người đang muốn tìm hiểu thị trường, tôi hiểu rất rõ ngoài kia chúng ta đang tràn ngập trong rất nhiều thông tin. Có những thông tin về khủng hoảng và cũng có những thông tin cho thấy đây chính là thời cơ để mua vào cổ phiếu. Vì sao? Vì chúng ta đang ở trong một giai đoạn mà thị trường tràn ngập cổ phiếu giá rẻ, và tất nhiên thị trường rồi sẽ phục hồi. Đối với vlog ngày hôm nay, chúng tôi cũng không gói gọn ở thị trường trong nước mà muốn mở rộng ra thị trường quốc tế, chứng khoán Mỹ chẳng hạn. Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ là một nơi phù hợp với những ai thích một thị trường đầu tư nhộn nhịp, quy mô lớn, chuyên nghiệp, nhiều sản phẩm. Tất nhiên, trong đó sẽ có những cái tên, những gã khổng lồ trong nền kinh tế thế giới. Bạn hoàn toàn có thể cân nhắc đến cổ phiếu của Microsoft, của Apple nếu muốn. Thị trường chứng khoán Mỹ những ngày gần đây cũng không thể tránh khỏi tác động xấu của Covid-19. Chắc mọi người theo dõi tin tức cũng đã thấy. Tuy nhiên, vẫn có những sự phục hồi nhờ vào các gói hỗ trợ kinh tế của chính phủ nước này. Trở lại với đề tài đầu tư gì trong mùa dịch, chúng ta hãy cùng phân tích một chút. Xem thử trong giai đoạn này, nếu các bạn muốn vào thị trường thì chiến lược nào là hợp lý? Và nếu đầu tư thì chúng ta có thể chọn những mã cổ phiếu nào? Đầu tiên thì hãy xác định nhóm ngành. Trong cuộc khủng hoảng kinh tế gần đây nhất là năm 2008, cách đây hơn 10 năm, vẫn có những nhóm ngành tăng trưởng ngay trong giai đoạn suy thoái nhất. Và theo quan sát của tôi, những doanh nghiệp tăng trưởng trong giai đoạn này có thể chia thành hai trường phái. Một là doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm trong nhóm nhu yếu phẩm, và hai là các doanh nghiệp có sản phẩm tốt đang bị trì trệ do dịch, những ngành hàng dễ phục hồi sau dịch. Bên cạnh đó thì các doanh nghiệp này đều phải có chiến lược kinh doanh tốt và sức khỏe tài chính tốt để vượt qua dịch bệnh. Có thể lấy ví dụ của cổ phiếu công ty Boeing chẳng hạn. Dự đoán dài hạn sẽ là cổ phiếu tốt để đầu tư khi mà nhu cầu đi máy bay, du lịch quay trở lại. Nếu các bạn muốn đầu tư cổ phiếu Mỹ thì hoàn toàn có thể thử đầu tư trên sàn giao dịch XTB. Và khi chúng ta đầu tư thì thứ mà chúng ta có thể học được nhiều nhất đó là từ lịch sử. Như năm 2008, thị trường chứng khoán Mỹ có thể nói đã chứng kiến những sự sụt giảm cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng vẫn có những tên tuổi ăn nên làm ra cho dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Mình sẽ lấy một ví dụ với Walmart, một công ty mình rất yêu thích. Công ty này đã tăng trưởng phải nói là khá tốt trong giai đoạn khủng hoảng năm 2008. Với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ của mình thì Walmart rõ ràng đã hưởng lợi từ cuộc suy thoái. Cho dù kinh tế bị giảm sút thì người ta vẫn cần nhu yếu phẩm, đúng không ạ? Tuy nhiên, ngoài yếu tố thị trường thì đơn vị này cũng đã có những chiến lược rất tốt trong những ngày đen tối của lịch sử kinh tế Mỹ, bằng các chính sách như là giảm giá sản phẩm, cổ vũ người mua hàng, hay là cố gắng sắp xếp để trả cổ tức, cổ vũ cho nhà đầu tư, khuyến khích nhà đầu tư, và chứng thực được chiến lược kinh doanh và sức khỏe tài chính ổn định của doanh nghiệp. Nên trong giai đoạn giữa lúc khủng hoảng và khi khủng hoảng qua đi thì cổ phiếu của Walmart đều tăng trưởng khá tốt sau đó. Cuộc suy thoái kinh tế hiện tại sẽ có những điểm tương đồng và không tương đồng với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2007-2008. Thời điểm đó là sự đổ vỡ của hàng loạt ngân hàng, doanh nghiệp, sự vỡ tung của bong bóng bất động sản, tình trạng đói tín dụng, sụt giá chứng khoán, tiền mặt mất giá xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Vì vậy nên người ta phải cắt giảm chi tiêu, hạn chế các hoạt động giải trí và các mô hình kinh doanh phải bắt buộc tái cấu trúc. Còn bây giờ, mấu chốt vấn đề là do dịch bệnh và diễn biến về khủng hoảng kinh tế ở thời điểm này thì chưa tệ như hồi 2007, 2008. Mình cho là mọi người đang ở trong giai đoạn phòng thủ tài chính và chúng ta sống tiết kiệm hơn, hạn chế chi tiêu hơn, phòng cho kịch bản xấu hơn xảy ra. Và bản thân các doanh nghiệp cũng vậy, họ vẫn có năng lực sản xuất, vẫn có nhu cầu mua từ khách hàng nhưng phải đình trệ do dịch bệnh. Nói như vậy để chúng ta thấy đây không phải là cuộc suy thoái diễn ra trong bối cảnh mà mọi người đang bị thiếu hụt tài chính, nên vẫn sẽ có những nhu cầu khác, vẫn có những người chuyển qua đầu tư kinh doanh các mặt hàng phù hợp cho mùa dịch, vẫn có người có nhu cầu mua các sản phẩm về để giải trí tại gia đình. Chúng ta stay at home, đúng không ạ? Chiếu theo đó thì sẽ có những nhóm ngành vẫn có cơ hội tăng trưởng doanh thu trong mùa dịch và có nhiều nhóm ngành sẽ nhanh chóng phục hồi sau khi dịch bệnh chấm dứt. Theo quy luật từ những cuộc suy thoái khác, có thể thấy nhóm sản xuất tiêu dùng sẽ đi lên đầu tiên. Các bạn lưu ý nhóm này. Vậy theo ý kiến cá nhân của tôi thì sẽ có một số nhóm ngành mà chúng ta có thể cân nhắc lúc này. Đầu tiên là các nhóm ngành về sản xuất tiêu dùng, y tế và bán lẻ, hay như là nhóm cổ phiếu của các công ty kinh doanh trong lĩnh vực thương mại điện tử, giao nhận chẳng hạn. Đây là những nhóm ngành vẫn tạo nên được nhu cầu dù đang trong giai đoạn dịch bệnh. Thứ hai là các nhóm ngành đang ở trong giai đoạn đáy nhưng có thể phục hồi cao sau dịch, như là hàng không, xuất nhập khẩu. Rõ ràng sau khi dịch qua thì doanh nghiệp thuộc những nhóm ngành này sẽ tăng trưởng trở lại. Thế nhưng chọn nhóm ngành thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải chọn doanh nghiệp nữa. Ở đầu video thì tôi có nói về việc nhiều người coi giai đoạn này là thời cơ 10 năm có một của thị trường, quy luật suy thoái 10 năm một lần. Ngoài việc chúng ta phải chứng kiến giá cổ phiếu lao dốc không phanh trên thị trường, thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể nhận thấy rằng rất nhiều cổ phiếu đang ở trong thời kỳ mà thị giá của nó khá thấp. Và tôi tin đây chính là dấu hiệu cho thấy một thời kỳ đầu tư cổ phiếu vì giá trị. Đối với tôi, phương pháp xác định giá cổ phiếu yêu thích vẫn là sử dụng chỉ số PE. Và chỉ số này cho biết cổ phiếu đang ở mức giá trị cao hay là thấp so với khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Với những ai tham gia thị trường thì có lẽ không quá xa lạ với PE nữa. Nhưng với những ai đang trong giai đoạn tìm hiểu thị trường thì tôi giới thiệu qua một chút. P trên E là tỷ lệ giữa giá thị trường và lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phần của một công ty. P trên E thấp thể hiện là cổ phiếu đang được định giá thấp trên thị trường hoặc công ty đang có lợi nhuận bất thường. Và đối với đầu tư cổ phiếu, chúng ta sẽ có nhiều trường phái, phương pháp đầu tư và quan điểm đầu tư. Tôi cho rằng tùy vào từng thời điểm mà chúng ta nên chọn phương pháp phù hợp. Có những giai đoạn mà dòng tiền vẫn đổ vào những cổ phiếu có P trên E rất cao. Ở những giai đoạn này thì nhà đầu tư sẽ quan tâm nhiều đến tốc độ, đến quy mô tăng trưởng của doanh nghiệp. Như những năm 2014, 2016 là thời của nhóm ngành xây dựng, cơ sở hạ tầng và bất động sản. Hay là qua năm 2016, 2017 thì giai đoạn của những cổ phiếu blue chip. Và bây giờ thì tôi tin sẽ là giai đoạn của việc đầu tư vào những cổ phiếu giá trị, cổ phiếu đang bị định giá thấp do dịch bệnh. Vì như đã rất nhiều lần khẳng định, hết dịch sẽ là giai đoạn khôi phục kinh tế và cũng là giai đoạn mà những gói hỗ trợ kinh tế của các quốc gia bắt đầu có hiệu lực. Trở lại với việc chọn cổ phiếu từ chỉ số P trên E, thật ra rất khó để mà đánh giá P trên E bao nhiêu là tốt. Nên so sánh với P trên E của các doanh nghiệp cùng ngành và P trên E của chính doanh nghiệp đó trong quá khứ để chúng ta biết được là cổ phiếu đó hiện đang là đắt hay là rẻ. Bên cạnh đó thì bạn phải hiểu về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Đây là giai đoạn mà rất nhiều nhà đầu tư nói về câu chuyện tiền mặt là vàng, tiền mặt là vua đó, cash is king. Giai đoạn mà các sản phẩm giá rẻ sẽ tràn lan. Và với những ai có sẵn tiền mặt trong giai đoạn này thì sẽ là một cơ hội tốt để thâu tóm, để mở rộng thị trường. Hãy nhìn vào bản báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của các doanh nghiệp. Dù bạn đầu tư cổ phiếu Việt Nam hay là quốc tế, tôi nghĩ việc thường xuyên theo sát các bản báo cáo tài chính sẽ rất quan trọng. Hãy xem thử sức khỏe tài chính của doanh nghiệp bạn sẽ đầu tư đang như thế nào. Có giữ tiền mặt hay không, có vay nợ và có khả năng trả nợ như thế nào. Lợi nhuận của doanh nghiệp ra sao, lợi nhuận đến từ đâu, có phải hoạt động kinh doanh cốt lõi hay là các nguồn khác và những nguồn này có bền vững hay không. Tất cả những điều này được thể hiện trên bản báo cáo tài chính. Bên cạnh đó thì có thể xem thử xem rằng là các doanh công ty này có đang đầu tư vào những nhóm ngành đang có nguy cơ bị ảnh hưởng lớn do chu kỳ thị trường hay là do dịch bệnh hay không. Và trong giai đoạn toàn thị trường đang bị đình trệ như hiện tại thì những doanh nghiệp vay nợ nhiều, chi phí thuê mặt bằng nhiều, đứng trước rủi ro khá lớn. Thậm chí là nếu dòng tiền không đủ tốt, các doanh nghiệp này chắc chắn sẽ khá là lao đao khi mà dịch kéo dài. Một bản báo cáo tài chính sẽ nói cho chúng ta rất nhiều điều, và nếu chúng ta đã tự tìm hiểu kỹ rồi thì sẽ dễ đưa ra được quyết định đầu tư hơn. Suy thoái là cơ hội để mua được các cổ phiếu tốt với giá rẻ. Tuy nhiên phải có điều kiện là doanh nghiệp không thể chết trong vài năm tới. Tóm lại thì ưu tiên chọn doanh nghiệp có bản báo cáo tài chính đơn giản, ít nợ và nhiều tiền. Càng nhiều tiền mặt càng tốt. Một yếu tố khác mà tôi nghĩ các bạn cần quan tâm là chiến lược đầu tư và quản lý dòng tiền. Tôi nghĩ đây là thời điểm mà chúng ta nên ngồi lại, nhìn vào tài khoản và quyết định sẽ đầu tư bao nhiêu phần trăm. Và trong khoản tiền mà bạn quyết định sẽ đầu tư đó thì hãy phân nhỏ chúng ra. Bao nhiêu phần trăm dành cho chiến lược ngắn hạn, bao nhiêu phần trăm dành cho chiến lược dài hạn. Và đừng hấp tấp, đừng go all in, đầu tư tất cả vào một cổ phiếu hay một giai đoạn nào đó. Hãy tiếp tục phân nhỏ dòng tiền và bắt đầu mua trong một giai đoạn mà bạn nhận định đã là giai đoạn xấu nhất. Và nếu giá tiếp tục xuống thì bạn hoàn toàn có thể tiếp tục mua vào và bắt cái đáy thứ hai. Nhưng nếu ngược lại, khi mà thị trường tăng trưởng trở lại thì bạn có thể mua cổ phiếu khi đã bước vào chu kỳ tăng. Rất nhiều nhà đầu tư nổi tiếng không tham vọng về việc bắt đáy, mà họ sẽ bắt đầu tham gia vào thị trường khi bắt đầu hồi phục trở lại. Và tôi sẽ nói rõ hơn về chiến lược phân bổ vốn trong các vlog tiếp theo, các bạn nhớ đón xem. Đối với nhà đầu tư thì ngoài các mã trong nước, tôi nghĩ các bạn cũng có thể cân nhắc đến các mã quốc tế. Với những ai chọn thị trường quốc tế thì sẽ có những lợi ích như là sản phẩm đầu tư đa dạng và chất lượng sản phẩm cũng tốt hơn. Nhân đây thì cũng xin cảm ơn đơn vị đồng hành, đó là sàn giao dịch XTB. Sàn giao dịch XTB hiện đang là một địa điểm mà tôi đánh giá là khá uy tín để chúng ta giao dịch các sản phẩm tài chính quốc tế như là chứng khoán, hàng hóa, ngoại tệ, vân vân. Bên cạnh đó thì XTB còn có chức năng là máy quét cổ phiếu, giúp người đầu tư có thể lọc ra các loại cổ phiếu phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình, tùy theo tính chất như là thời gian, trung hay là dài hạn, lợi tức theo ngân sách, vân vân. Thì sẽ rất phù hợp với những ai không có quá nhiều thời gian để đi phân tích sâu vào hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã đón xem chương trình. Chúc các bạn đầu tư thành công trong mùa dịch. Và nếu ủng hộ chương trình thì có thể nhấn vào hình tròn bên này để subscribe cho kênh. Cảm ơn rất nhiều và xin hẹn gặp lại các bạn ở những vlog kỳ sau. Xin chào.